Alo alo, có bạn nào còn nhầm cách sử dụng của hai ngữ pháp đó là tame nhĩ và yo nhĩ không nào? Nếu mà còn nhầm thì nhớ lưu clip này lại ngay nhá, bởi vì đây sẽ là clip mình tổng hợp tất tần tật về những cách sử dụng, sự giống và khác nhau giữa hai ngữ pháp này đấy. Trước tiên thì các bạn hãy cùng nhìn với mình về cách kết hợp nhá. Bên này đó là tame nhĩ thì nó sẽ đi với động từ chia veru hoặc là danh từ cộng với no tame nhĩ. Còn yo nhĩ thì nó sẽ đi với veru hoặc là venai yo nhĩ. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về ý nghĩa đầu tiên mà các bạn rất là hay nhầm. Đó là cùng với cái cách dịch là để, mọi người nhá. Với ý nghĩa thể hiện mục đích thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình về ví dụ nhá. Kenko no tame ni shokuji wa chanto totte kudasai nhé. Hoặc là một ví dụ đi với động từ này. Nihon ni ryugaku suru tame ni mainichi nihongo wo benkyou shite imasu. Là gì đây ạ? Tôi đang học tiếng Nhật để đi du học gì ạ? Để đi du học Nhật Bản. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sang ví dụ của yo nhĩ nhá. Yakusoku ni okurenai yo ni uchi o hayaku demasu. Là tôi ra khỏi nhà sớm để không bị trễ hẹn. Hoặc là hayaku koibito ga mitsukaru yo ni oinori shimasu. Cầu mong là mình nhanh chóng sẽ có được người yêu. Thế thì các bạn có nhận ra sự khác nhau không ạ? Khác nhau lớn nhất ở đây đó là đứng trước tame nhĩ thì cách kết hợp ngoài là đi với danh từ thì động từ nó sẽ thường là những động từ là tha động từ hoặc là những cái động từ mà thể hiện ý chí. Thế còn sang bên yo nhĩ thì một là nó sẽ đi với những động từ, ví dụ như những từ động từ không thể hiện ý chí như là wakaru, mitsukaru, naoru, mieru hoặc là kikoeru. Hoặc nếu không thì sẽ phải là những động từ mà chia về thể khả năng, mọi người nhé. Ví dụ cùng một cái câu là học để đi du học Nhật Bản thì với tame nhĩ là nihon ni ryugaku suru tame nhĩ. Thì sang bên yo nhĩ thì chúng ta sẽ phải chia về thể khả năng nihon ni ryugaku dekiru yo nhĩ. Thì với ý nghĩa này các bạn chủ yếu lưu ý cho mình về cái động từ và cái cách chia động từ đứng trước tame nhĩ và yo nhĩ thôi nha. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp nốt giúp các bạn những cách sử dụng còn lại của tame nhĩ và yo nhĩ, nó không liên quan gì với nhau nha. Đầu tiên với tame nhĩ thì ngoài cái cách sử dụng là để diễn tả một mục đích đấy thì chúng ta còn một cách sử dụng đó là thể hiện nguyên nhân, mọi người nhá. Sato sensei wa byouki no tame kyou gakko ni koraremasen. Cô Sato thì ngày hôm nay vì gì ạ? Vì bị ốm thế nên là không thể nào mà đến trường được. Thì đó là diễn tả nguyên nhân, mọi người nhá. Thế còn yo nhĩ ở trong ngữ pháp của N4 chúng ta còn gặp thêm hai cách sử dụng của nó, đó là yo nhĩ shiteru và yo nhĩ naru. Thì đầu tiên với yo nhĩ shiteru thì nó sẽ diễn tả cái việc là chúng ta đang cố gắng chú ý để tập thực hiện một cái thói quen hoặc là duy trì một thói quen nào đó nhá. Và đứng trước nó thì vẫn chỉ ở dạng là veru hoặc là venai. Takusan yasai o tabete undo suru yo ni shite imasu. Là tôi đang cố gắng duy trì cái thói quen gì ạ? Ăn nhiều rau và vận động. Hoặc là amai mono o tabenai yo ni shite imasu. Là tôi đang cố gắng chú ý là gì ạ? Là không ăn đồ ngọt. Thế còn vẫn với cái ý nghĩa là chú ý, nhắc nhở, cố gắng làm điều gì đó mà chúng ta đổi cái đuôi câu một chút thế mọi người thì sẽ thành cái câu nhắc nhở người khác này. Ví dụ như là shukudai o wasurenai yo ni shite kudasai. Các bạn thấy chưa? Xuống cái đuôi câu là vete kudasai như vậy thì sẽ thành cái câu nhắc nhở là hãy đừng quên làm bài tập nhé. Và còn lại với cái dạng là yo nhĩ naru thì nó sẽ mang cái ý nghĩa là diễn tả sự thay đổi về một là về thói quen hay là hai là về năng lực, mọi người nhé. Ví dụ như là M size no fuku ga kirareru yo ni naritai desu. Là tôi muốn được có thể mặc được quần áo gì ạ? Size M. Đó thì là thay đổi về mặt trạng thái, mọi người nhé. Hoặc là anime no nihongo ga wakaru yo ni narimashita. Là diễn tả một cái thay đổi về mặt gì ạ? Về mặt năng lực là gì nhỉ? Tôi đã có thể hiểu được tiếng Nhật ở trong phim hoạt hình. Thì khi mà muốn thể hiện cái ý nghĩa là thay đổi về mặt trạng thái hoặc là về mặt gì ạ? Về mặt năng lực thì chúng ta sẽ thấy là động từ trước nó thường sẽ là những cái động từ mà chia ở thể khả năng, mọi người nhá. Thế còn với cái việc mà thể hiện sự thay đổi về mặt thói quen thì nó sẽ đi với động từ thể veru thôi. Mainichi 1 jikan undo suru yo ni narimashita. Thì cái câu này chúng ta sẽ hiểu là ngày xưa tôi chưa có cái thói quen này, nhưng mà dạo gần đây tôi đã thay đổi thành được cái thói quen này là gì ạ? Tôi đã ngày nào tôi cũng gì nhỉ? Tôi cũng vận động được một tiếng. Và các bạn lưu ý trong trường hợp này, nếu như mà chúng ta diễn tả một cái thói quen mà ngày xưa đã từng làm và bây giờ không làm nữa thì các bạn đừng dùng với yo nhĩ naru mà các bạn chia động từ về thể nai và đi với narimasu. Ok, như vậy là mình đã tổng hợp cho các bạn về tất tần tật những cách sử dụng về sự giống nhau và khác nhau giữa hai ngữ pháp mà các bạn rất là hay nhầm trong sơ cấp, đó là tame nhĩ và yo nhĩ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Nhớ like và share clip này giúp mình nhá. Bye bye mọi người.